60.000 con cá giống các loại đã được thả xuống sông Trà Khúc. Việc làm ý nghĩa được đông đảo cán bộ, chiến sĩ và Phật tử trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi hưởng ứng. Thì năm đầu tôi cũng tham gia về thả cá hàng năm và tôi thấy thả cá trong cái nguồn lợi thủy sản này rất là ý nghĩa và nó đem lại rất là an vui cho mọi người và gia đình. Hiện nguồn lợi thủy sản tại sông Trà Khúc suy giảm, trong đó nhiều loài cá bản địa giảm rõ rệt, nhất là cá bống. Nguyên nhân xuất phát từ tình trạng khai thác quá mức, sử dụng ngư cụ có tính hủy diệt. Nhằm khôi phục và tái tạo nguồn lợi thủy sản cho sông Trà Khúc, trong 8 năm qua, Công an thành phố Quảng Ngãi thường xuyên phối hợp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Quảng Ngãi đã thả gần 600.000 con cá giống các loại xuống sông Trà Khúc và tuyên truyền sâu rộng đến người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Hoạt động này hết sức ý nghĩa, vừa đem lại cái nguồn lợi tái tạo nguồn lợi thủy sản cho dòng sông Trà Khúc mà vừa được bà con Phật tử, bà con nhân dân trên địa bàn thành phố và các ban ngành hết sức ủng hộ. Và qua đây thì đã được nhân rộng, cái mô hình này đã được công nhận là một mô hình được nhân rộng để phát huy trong cái cuộc sống đời thường của hàng ngày. Thả cá giống xuống sông Trà Khúc, tái tạo nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, giúp cho các hộ dân sinh sống ven sông Trà Khúc có sinh kế cải thiện đời sống. Công an thành phố Quảng Ngãi đang hoàn thiện hồ sơ gửi Công an tỉnh đề xuất Bộ Công an công nhận hoạt động thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản xuống sông Trà Khúc là một trong những mô hình điển hình của lực lượng Công an thành phố Quảng Ngãi.